Ok, bây giờ mình xin test một cây đàn cho một vị khách hàng đã đặt hàng ở bên mình. Đây là một cây đàn bầu của anh khách hàng, anh tên là anh Ngọc. Anh Ngọc có đặt mua ở bên em là một cây đàn bầu gấp, có lắp sẵn âm ly và loa ở trong đàn ấy nhé. Thì bây giờ em xin mời anh Ngọc có thể xem qua. Đây, đây là một cây đàn bầu. Em sẽ thử cái tiếng của nó trước cho anh nghe. Đàn đàn này có loa sẵn ở bên trong, anh chỉ cần vặn to cái nút volume này lên là được. Bây giờ em sẽ chơi một một bài nhạc. Chơi một bài không có nhạc trước. Em sẽ thử cái tiếng đàn cho anh nghe trước nhé. Em sẽ đánh từng nốt một. Thì đấy là một cái tiếng đàn mà anh đang nghe thử. Rồi. Bây giờ em sẽ chơi một bài ca khúc.